Em Tùng giới thiệu cho tất cả các bác một cặp loa full 30 dB cấu hình thùng sâu hơn các loại thùng khác 2 cm. Ở bên em có rất nhiều mẫu thùng khác nhau, ví dụ như cái đơn hàng Nexo này em đang dựng rất là nhiều đôi cho khách hàng. Đấy, thùng sơn sần cát này, các bác nhìn cái nước sơn nó quá là đẹp luôn, nhìn nó rất là sang trọng. Hậu Nexo, lưới Nexo, tất cả phụ kiện đều nhập của Trung Quốc. Còn ở trên thị trường có rất nhiều mẫu thùng Nexo. Nếu nói đến hàng đóng thì có thể là lưới được gia công tại Việt Nam. Nhưng khi Tùng Nguyễn bán cái mẫu thùng này ra, khẳng định cho anh em cái mẫu lưới này của nó là lưới của Trung Quốc, rất là đẹp, dày dặn Nexo. Lưới của nó, các bác nhìn cái mắt lưới nó khác ở trên thị trường. Lưới của em là lưới hoa nhé, lưới hoa tam giác rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái đơn thùng Nexo, các bác mua vỏ thùng. Cái đợt trước thì em giới thiệu là cái vỏ vùng vát một bên, đúng không các bác? Nhưng hôm nay em đặt cái mẫu thùng là thùng cân, nhưng lưới Nexo, thùng cân tất cả đều là như cái Nexo luôn, nhưng nó không vát một bên. Thế nên là để cho các bác sử dụng loa gia đình nó đẹp và nó chất lượng hơn thì Tùng Nguyễn sẽ nâng cấp là vỏ thùng cân. Vì rất nhiều các bác khách hay thích vỏ thùng cân thì không thích vỏ thùng vát. Đấy, cái Nexo này nó lại vát, là vát về một bên hết, chứ nó không có vát trái hay vát phải. Còn quay trở lại cái đôi loa này thì các bác cùng xem ở đây. Mẫu thùng sẽ sâu các loại thùng khác 2 cm và lưới cao bằng sắt được dàn chống bụi. Cái bát của nó thì dán cái tem gì thì dán, cái thùng cũng thế, dán cái tem gì thì dán. Nhưng cái mẫu thùng này thì chỉ làm được thương hiệu Nexo thôi, vì cái chữ Nexo nó in thẳng vào lưới rồi. Cái hậu loa nó cũng in thẳng cái chữ Nexo vào loa hậu rồi, thế nên chỉ làm được Nexo thôi. Nhưng các cái mẫu thùng này thì dán tem gì thì dán, nhưng thùng sẽ sâu hơn các loại thùng khác 2 cm, các bác lưu ý cho em là như thế. Và thùng của nó sẽ được chôn gen, chôn các cái nỗ gen lục giác này. Đấy. Và thùng MDF, bát 30 từ 19 con 76 lít của nó có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Sơn màu trắng rất là tuyệt vời luôn. Đẹp, nhìn chất lượng, bát nhìn rất là chất luôn. Màng sơn dầu bóng gân 2 gân. Và bên trong thùng thì có 3 con trở màu tím, đó là phân tần 004. Bên trong nhìn xịn không các bác, mà loa của em thì nó loa dựng nhá. Và em cũng nói luôn là loa dựng cháu gì mà dầu gì không cả. Nhưng em bán là bán chuyên về linh kiện và dựng hàng thử cho khách hàng. Tép 450 BNC, côn dây nhôm dẹp từ 120 gồm 4, hai ống tông ở hai bên. Cái cặp loa này nếu các bác có nhu cầu thì này, cặp loa đang trước hiện tại ở đây. Anh em mà thích nghe clip tiết thì vào Zalo. Còn em giới thiệu về linh kiện và nội thất của loa thì đôi loa này có giá là 5,2 triệu đôi này. Các bác không thích cái đôi này, các bác có thể chuyển sang mẫu Nexo này, sơn sần cát. Nhưng con này các bác nhìn nước sơn này, con này sơn sần thôi, đúng không ạ, sơn sần thôi. Nhưng con này nhìn cái sơn sần cát nhìn nó rất là sang và xịn luôn. Anh em hãy đặt hàng hay liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyên Audio để đặt hàng mẫu loa full 30 hàng dựng và mẫu em đang giới thiệu ở đây, thì các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé.